thực hiện luật quy hoạch và nhiệm vụ được giao, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, Bộ Công Thương đã khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các quy hoạch này. Tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, trong bối cảnh nhu cầu ngày càng cao và yêu cầu dịch chuyển năng lượng theo hướng xanh hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, các quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của ngành năng lượng và công nghiệp khai khoáng quốc gia, mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Sự kiện này nhằm đồng hành với các địa phương, doanh nghiệp trong việc thực hiện hiệu quả các kế hoạch, góp phần triển khai tốt 3 quy hoạch ngành quốc gia quan trọng về năng lượng và khoáng sản. Đại diện các địa phương bày tỏ sự đánh giá cao đối với tinh thần làm việc, trách nhiệm và khẩn trương của Bộ Công Thương trong việc triển khai các quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt. Các địa phương cũng cam kết sẽ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các bộ ngành để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai.